Indonesia đang vượt Việt Nam trong bình chọn bàn thắng đẹp lượt trận 3 AFF Suzuki Cup 2020. Đội tuyển Indonesia hiện đang vượt đội tuyển Việt Nam trong danh sách bình chọn bàn thắng đẹp của lượt trận 3 AFF Suzuki Cup 2020. Bàn thắng của Watan Sulaiman trong trận thắng 5-1 của đội tuyển Indonesia trước đội tuyển Lào đang dẫn đầu danh sách 6 bàn thắng đẹp nhất của lượt trận 3 với tổng số 10. 9.011 phiếu bầu, tính đến 11 giờ 20 phút trưa ngày 15 tháng 12. Xếp ngay sau là ba bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải nhận được 10.134 phiếu bầu. Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Công Phượng nhận được 8.882 phiếu bầu. Và cú sút ấn định chiến thắng 3-0 của Hoàng Đức nhận được 4.670 phiếu bầu tính đến 11 giờ 20 phút trưa ngày 15 tháng 12. Hai bàn thắng còn lại trong danh sách là của Terajin Yangya Thái Lan nhận được 417 phiếu bầu và Martin Stilbo Philippines nhận được 86 phiếu. Bầu, lượt trận thứ ba của AFF Suzuki Cup 2020 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với những cơn mưa bàn thắng, cùng mang trình diễn thể hiện đẳng cấp khác biệt của nhiều đội bóng như Việt Nam, Thái Lan hay Philippines. Có tổng cộng 20 bàn thắng đã được ghi trong 4 trận đấu, trong đó, trận nhiều bàn thắng nhất là chiến thắng 7-0 của Philippines trước Đông Timor và trận có ít bàn thắng nhất là trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0. Mặc dù chỉ ghi 3 bàn thắng nhưng cả 3 pha làm bàn của đội Việt Nam đều được ban tổ chức. AFS Suzuki Cup 2020 lựa chọn vào danh sách những bàn thắng đẹp nhất của lượt trận 3. Người hâm mộ đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục tham gia bình chọn cho các cầu thủ tại đây.